lần đầu tiên. Cái này là bị không có mũ nè. Không có mũ. Chứ bữa mũi đầu tiên là nó đầy dốc. Mấy đâu cái... có đèo được đâu phải không anh? Đúng rồi. Này mũi thứ hai nó xuống rồi. Mũi hai xuống. Cái cây này em muốn đèo á thì em sẽ là một lần bơm khí, hai lần lấy mũ. Đối với những cây này nè. Ai bên kia nè. Thì nó sẽ đèo. Tại cây này nó lớn quá. Nên mà một lần bơm khí hai ba lần lấy mũ thì nó sẽ không đều. Qua lần thứ ba không đều. Cái này là do nguyên sinh hay do tái sinh luôn ta? Nguyên sinh nè, cái gốc nè. Gốc còn cái miệng. Cái này nó lâu quá thì nó còn nguyên sinh. Cái này nguyên cả lên hết. Đó để da mệt đúng không? Thì đó. Cái này mất công cạo mà không có để. Cái nước cây này hồi xưa chào. Lý nè, nhưng mà giá gỗ thấp trong thời điểm bây giờ nên người ta ca hát bằng cách là áp khí và lấy mũ lại bình thường, vẫn đặt mũ như cạo truyền thống đây. Và họ áp khí cũng là lâu rồi nhé, những cái vết áp khí cũ nè. Thường này là xài 5 tháng rồi. Cạo múc trên cao, có một số cây cạo múc trên cao cũng không có mũ, mũ ra chút thì ngừng và chuyển qua xài áp khí, áp ở dưới gốc thì mũ trở lại như bình thường giống như cạo. Nên dùng cái này thì những cái vườn thanh lý như thế này chỉ có nước thanh lý thôi, hoặc là cạo úp lên cao như thế này thì dùng cái này nó sẽ giúp có mũ trở lại. Đây là lấy cái bằng ống hút chén lùm cắt. Đây là một phương pháp mà giúp cho những cái vườn mà không có khả năng khai thác nữa hoặc là kém thì có thể là dùng để mà khai thác tiếp lâu dài. Đây, những vết cũ này bây giờ kiếm đồ chọc vô đây nó vẫn có mũ bình thường. Nãy mình có quay cái clip về cái mũ mà mình quay lại trở lại cái vị trí cũ. Mình lấy cái chìa khóa mình móc vô đây nè thì mũ nó ra rất là nhiều. Rồi xin chào các bạn, hẹn lại gặp lại các bạn trong những video clip sau. Ở đây là xài đủ cách luôn, cả nắp rồi che mưa ni lông rồi tùm lum hết, nắp lại một nắp lại hai, đây cho che mưa và tấm ni lông.